Bệnh lý liên quan đến thận có thể xảy đến với bất kỳ ai, không phân biệt độ tuổi, giới tính. Bệnh thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, khó phát hiện, nên hầu hết bệnh nhân khi được phát hiện đã ở giai đoạn nặng và phải lọc máu nhân tạo để kéo dài sự sống. Khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các xét nghiệm đơn giản là cách làm hiệu quả nhất để phát hiện sớm bệnh lý liên quan đến thận. Chị Nguyễn Thị Ánh Ngân ở phường Thắng Nhị, thành phố Vũng Tàu, lọc máu nhân tạo tại Bệnh viện Vũng Tàu từ hơn 3 năm nay. Trước đó nhiều năm, chị Ngân thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, chóng mặt, nhưng đến khi sức khỏe suy kiệt, chị mới đi khám và ngay lập tức được chuyển vào Bệnh viện Vũng Tàu. Sau khi làm các xét nghiệm liên quan, chị Ngân được chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu nhân tạo định kỳ. Dạ, lúc đó là em chỉ nghĩ là em mệt, em quá sức, em đi làm việc quá sức thôi. Anh Đỗ Thái Hoàng ở xã Long Sơn có tiền sử cao huyết áp, thuộc đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh lý suy thận. Do chủ quan, anh Hoàng không điều trị cao huyết áp lẫn theo dõi bệnh lý thận. Cho đến khi sức khỏe suy kiệt, tay chân thường xuyên tê cứng, anh Hoàng mới phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Hơn một năm nay, đều đặn mỗi tuần 3 lần, anh Hoàng đến Bệnh viện Vũng Tàu để lọc máu nhân tạo. Cao huyết áp tưởng bình thường thôi em, với nặng người không có mệt lắm. Chỉ lâu lâu mình làm việc nào mà quá sức lắm thì mình mới thấy mệt trong người thôi. Nên cũng không có để ý lắm. Nên em không có nghĩ đến cái bệnh như vậy. Bệnh viện Vũng Tàu hiện đang lọc máu cho 180 bệnh nhân suy thận. Hầu hết bệnh nhân đều đến bệnh viện khi tình trạng bệnh đã ở giai đoạn nặng. Khi mà đến khám thường là đã là giai đoạn cuối rồi. Bệnh nhân vào viện vì cái triệu chứng một là thiếu máu nặng quá gây mệt mỏi chóng mặt, hai là bị phù gây khó thở. Cũng có một số ít bệnh nhân là đi khám sức khỏe định kỳ vô tình phát hiện ra suy thận giai đoạn cuối và vào để chuẩn bị lọc máu luôn. Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân gây bệnh lý suy thận như bị blue burst, ban đỏ, biến chứng của ung thư, tiểu đường, cao huyết áp. Bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối phải lọc máu nhân tạo để duy trì sự sống, chất lượng cuộc sống suy giảm mạnh. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ là cách làm hiệu quả để phát hiện sớm nhất bệnh lý ở thận, điều trị ngăn chặn bệnh diễn tiến nặng. Một cái xét nghiệm rất là không tốn tiền này và cũng không gây đau đớn gì, đấy là xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Đối với những trường hợp có yếu tố nguy cơ như có tiền sử bệnh cao huyết áp, đái tháo đường, sỏi thận, thận chứa nước, hoặc gia đình có người bị tiền sử bệnh thận, nên khám từ 3 đến 6 tháng một lần để phát hiện sớm nhất bệnh lý ở thận.